Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về những con giáp may mắn nhất trong ngày 19 tháng 10 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, trong ngày 19 tháng 10 âm lịch, những con giáp này cực kỳ may mắn. Các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc hay thông, thuận lợi. Nếu biết tận dụng ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc. Với những ai đã nghỉ việc thì hôm nay bạn có thể dễ dàng tìm được một công việc ưng ý. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Đó là các con giáp sau đây. Một, tuổi Thân. Dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bạn tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thân luôn giữ được sự bình tĩnh và kiềm chế. Ngày 19 tháng 10 âm lịch, người tuổi Thân được thần tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này họ có thể bắt tay vào thực hiện. Với người làm lãnh đạo, bạn có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của mình. Bạn chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào. Tuy nhiên, hỏa khắc kim cảnh báo nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dậu. Thực thần nâng đỡ, con sắp này may mắn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn cảm thấy tràn trề động lực và sẵn sàng phấn đấu cho tương lai. Người tuổi Dậu tính tình hiền lành, hòa đồng, họ thích cuộc sống ổn định, lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Dậu thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh, lại lý trí. Trong ngày 19 tháng 10 âm lịch, họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Dậu làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi hàng ngày cho thấy, hỏa khắc kim, người tuổi Dậu cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuy nhiên, bạn nên bình tĩnh, dù phải đối mặt với bất cứ vấn đề gì, hãy xác minh thông tin trước khi vội vàng phán xét. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc, bản mệnh hãy thoải mái để thể hiện bản thân mình với đối phương, đừng giấu mọi chuyện trong lòng để rồi sau đó lại thất vọng. Có thể hiểu lầm sẽ xảy ra chỉ vì hai người chưa thực sự hiểu nhau mà thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Sửu. Hỏa sinh thổ, các cặp đôi tuổi Sửu được tận hưởng một ngày bình yên. Hai bạn chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ấy là động lực để bạn vui sống mỗi ngày. Với những người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Quá trình gặp gỡ, đôi bên có thể còn có chút ngại ngùng. Song khi đã hiểu hơn về nhau, bạn sẽ nhận ra mình và người ấy có rất nhiều điểm chung. Người tuổi Sửu trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm. Con giáp tuổi Sửu thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng và khen ngợi.
Trong khi đó, vận may tài chính trong nghề này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Có giáp tuổi Sửu đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể xin lời, tiền về đầy túi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tý. Thiên tài nâng đỡ, may mắn phương diện tài chính của bản mệnh không có điều gì đáng lo. Nếu trước đây đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm, thì nay là lúc bạn nhận về những thành quả xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngày 19 tháng 10 âm lịch này, người tuổi Tý thăng trầm suốt những tháng qua, công việc của họ không mấy ổn định, nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại, họ vẫn kiên trì đến cùng. Ngày hôm nay bắt đầu bước sang trang mới, cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, vợ lúa bắt đầu đầy lên. Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Tý làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng, nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từ ngày. Thủy khắc hỏa là dấu hiệu chẳng lành đối với người tuổi Tý trên phương diện xã giao. Bạn cần hạn chế mâu thuẫn, xích mích với người khác, khiến chuyện bé xé ra to, phải tốn thời gian khắc phục. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có tiến triển nào đáng kể. Người đồng thân trở nên ngây thơ, tin vào lời dụ dỗ, rủ rê của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu bạn quá dễ dãi thì phải nhận lấy tổn thương hoặc rắc rối trong tương lai. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Tỵ. Chính ấn soi đường, người tuổi Tỵ có thể thẳng bước tới thành công trong ngày hôm nay. Thậm chí dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh kinh nghiệm phong phú của mình. Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bạn chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, bạn nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua bạn đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Ngọ. Tam hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Dù chỉ là mới gặp gỡ, song hai người có nhiều ý tưởng chung đến mức đáng ngạc nhiên. Đôi bên hãy nhanh chóng bắt tay hợp tác nhé. Với người làm ăn kinh doanh, bạn được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những cơ hội đầy triển vọng. Hãy tin tưởng vào bản thân và chấp nhận thử thách, tương lai bạn sẽ vô cùng dư dả, không phải lo chuyện chi tiêu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, hiền lành, thật thà và ngây thơ quá thường thua thiệt. Ở đời không phải lúc nào hiền lành cũng tốt. Đời không hề đối xử nhân đạo với chúng ta. Vì vậy hãy mạnh mẽ, đôi khi làm kẻ ác để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, để chúng ta có thể phát triển hơn về sự nghiệp, tiền tài, tình cảm và tinh thần. Như vậy là chúng ta vừa xét xong những con giáp may mắn trong ngày hôm nay. Mọi thắc mắc của quý vị hãy comment ở ô bình luận bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.